Ngày 18 tháng 5, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức họp mặt kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Đại tá Lê Văn Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ buổi thiếu thời ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi đi vào cõi vĩnh hằng, trải qua nhiều thập kỷ hoạt động cách mạng đầy giông bão, chịu đựng biết bao hy sinh gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, lãnh đạo Đảng và nhân dân ta dành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ghi những mốc son sáng chói trên con đường đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tại buổi họp mặt, đại diện các cơ quan đơn vị đã thảo luận về kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 tại đơn vị mình. Xem video clip biểu dương những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn về tư tưởng Hồ Chí Minh. Dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức trao thưởng cho 17 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và trao thưởng cho 20 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phong trào thi đua cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Bến Tre thi đua thực hiện danh quá công sở xứng danh Bộ đội Cụ Hồ giai đoạn 2019-2022.